Vâng, cửa hàng âm thanh số tốc độ xin kính chào toàn thể các bác ạ. Thì hôm vừa rồi thì bọn em có thanh lý cho bác một ý kiến lọc ạ, thì thực sự là nhận được rất là nhiều sự quan tâm của tất cả các bác, cũng như là các bác cũng có bảo em cố gắng, bác khách mà không mua được á, gọi chậm thì không còn á, thì có bảo em cố gắng tìm thêm cho anh đấy anh con hai con hay còn hay không. Thì nói thật các bác là em cũng khá là bận, nhưng mà hôm nay thì cũng cố gắng một chút thời gian thì cũng đảo qua cái kho một chút. Thì nói thật các bác là kho hàng của em thì nó có những cái chỗ kho mà hàng nó vấn đề thì cái bỏ trong góc này rất là nhiều, thật các bác nhiều lắm. Kể cả hôm nay em tìm nó cũng chưa hết, em nghĩ chắc cũng chưa hết, bởi vì nó còn quá nhiều ngóc ngách rồi, thực sự không thể tìm hết được. Thì hôm nay em bớt chút thời gian là tìm được cho các bác là được tổng cộng là 6 con lọc 3 u cơ, đây không phải hai hai u bác, đây là 3 u luôn. Thì các bác biết nếu bác nào mà để ý một chút thì các bác thấy là lọc 3 u trên thị trường giá khá là cao. Thực sự đâu nó có tầm khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một con đến 3 triệu một con tùy từng con. Nói thật các bác là nếu mà bọn em mà có thời gian ấy, thì những con này bọn em sẽ xử lý, để xử lý rất là dễ, nhưng mà cũng không thời gian, đa số là gãy cần rồi bác, nó gãy cần rồi, bác nhìn này, đây, gãy cần này, đa số là gãy cần đấy, gãy cần thì gãy cần là chính, hoặc là một số con này bị hỏng chiết áp, con thì nó bị sột xẹt, để con thì có thể là mất nguồn, thì cái đó thì chúng ta xử lý thật sự là cũng không khó, dồn lại rất là dễ. Nhưng mà cái thời gian để bọn em làm thì nó không có, cho nên bọn em cứ bỏ sang bên và thanh lý. Thì hôm nay là em thanh lý tổng cộng đây là có 6 con lọc 3 u các bác nhé. Đây là tất cả là con này là 3 u hết, không có con nào 2 u cả đâu. Tất cả đây là 3 u thì có 6 con. Thì em tính các bác có 5 con đây, em tính giá là 5 con và một con em cho các bác để các bác lấy linh kiện các bác dồn lại. Đấy, các bác thay tháo cần các bác dồn lại những con gãy cần. Thì 6 con này em bán với giá là 1 triệu đồng tổng luôn. À, 1 triệu đồng cho 6 con luôn. Có nghĩa là khoảng độ nếu mà tính chia 6 con thì hơn 100 ngàn một con, còn nếu mà tính cho 5 con thì là khoảng 200 ngàn một con. Đấy, em tính đồng giá luôn cho bác luôn. Đấy là tổng 6 con là 1 triệu. Thì các bác về chịu khó các bác dồn, trong đây có cả DBX này, 1231, có hai con 1231 này, một con của hãng CB Aquatic này, một con của hãng Lắc, một con của SKT. Đấy. Và một con này thì em không biết thương hiệu này, thương hiệu này em chưa tìm hiểu. Đấy, tất cả đều là size 3U hết. Đấy. Thì các bác nếu mà có thời gian, bác nào mà am hiểu, nói chung là một số bác thì cũng không biết về nghề điện tử hoặc là không biết về nghề âm thanh thì cũng không nên lấy đâu. Nên em nói thật, đời em thì bán cái gì thì em chia sẻ thật các bác, em không có phải là tham lam hay là em cố tình em bán cho các bác cái này để em kiếm tiền đâu. Thực sự là với cái giá này thì em bán lúc nào cũng được, anh em thợ đến nhà lấy cũng rất là liên tục mà. Nhưng mà thôi thì các bác thích thì em vẫn lên sóng chia sẻ cho tất cả các bác thôi, bác nào thích thì em bán lại cho bác. Thì cái này các bác phải biết cơ, phải biết một số về kỹ thuật một chút, thì các bác chỉ phải có thời gian các bác dồn, các bác dồn chỉ cần dồn lấy khoảng con thôi là bác lời rồi. Đây là nói thật, nhiều khi anh em bảo là làm được thì ông làm đi, nhưng các bác biết là bọn em nếu mà em làm một con này thì cái thời gian này em làm cái việc khác thì em có nhiều tiền hơn. Đó là nói thật, cho nên là em không thời gian để em làm cái việc này, thì mà thợ không có, nên là các bác thông cảm. Thì em bác nào rảnh có thời gian rảnh á mà thì chúng ta có thể về chúng ta dồn đồ. Mà dồn đồ thì chỉ cần dồn một con đấy, 6 con này các bác chỉ cần dồn được một con đây hoạt động là các bác lời rồi. Bởi vì một con DBX mà 1231 này các bác bán là hơn 2 triệu rồi đấy, chẳng hạn thế, mấy con này cũng thế, hơn 2 triệu hết rồi. Thì các bác chỉ cần dồn một con là các bác đã đủ công rồi nhá. Đây thì em thanh lý ra rẻ cho các bác thôi, bác nào thích thì liên hệ với em nhá. Số điện thoại của em phía dưới màn hình này bác ạ. Em thì nói luôn các bác là, nói thật các bác là em thì em bán cả chứ em không có bán lẻ. Bán lẻ bây giờ ngồi đóng hàng thì là các bác tốn công lắm, đã lỗ rồi mà tốn công thợ nữa, thì hoặc là con này lỗi ít con này lỗi nhiều mà đóng cho các bác như vậy thì rất là khó chia. Lấy cho các bác con này thì con mất người khác lại được con khác xấu hơn, cuối cùng các bác lại bảo sao tại sao cho con tôi con xấu mà ông kia con đẹp, nên rất là ngại. Thì em bán cả mớ luôn, em bán cả mớ rồi các bác nghe, mà giá rẻ không, mà thực ra các bác bảo nhiều mà nó rẻ bèo, có đóng bao nhiêu tiền đâu ạ. Em bán bằng giá về chai chứ đâu phải là bán mắc gì đâu. Đấy, rất là rẻ các bác nhá. Đấy thì nên bác nào thích thì cứ liên hệ với em thôi. Thì bác nào mà không quay muộn mà không có thì thông cảm, thật sự luôn. Em bán hàng thì em nói thật với các bác, em không có lừa đảo, em chẳng bao giờ em để em câu view cái gì đâu ạ. Đấy, nói thật với các bác là hôm nào em bán cái gì em lên đơn cái đấy, và em sẽ quay các bác mỗi buổi chiều em đi hàng để quay cả thôi. Đấy, công khai cho các bác xem luôn là những ai mua được cái gì em quay quay giá cả luôn, chứ em không có giá em làm cái vấn vớ vẩn cả. Đấy, mất thời gian của các bác nữa, của em nữa các bác nhá. Đây thì các bác nào thích cái này thì liên hệ với em nhá. Em có 6 con và em bán các bác 1 triệu thôi. Ok, dễ bèo. Các bác nhá. Cảm ơn các bác, xin và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào các bác.